Bây giờ Nam đang có mặt tại chợ khu vực chợ quê 2024 nha cả nhà. Trang trí thì ở đây cả nhà thấy chủ đạo về lá cây dừa nước nha. Đó, lá cây dừa nước và những cái sản phẩm ở quê. Năm nay thì Nam thấy cái cổng nó không được hoành tráng như năm rồi. Năm rồi nhìn đẹp hơn, bắt mắt hơn. Có thể là thời điểm này là nó hơi sớm đó cả nhà. Có thể trong một vài ngày nữa thì họ sẽ tăng phí thêm ha. Tới hiện tại thì mình thấy nó cũng vẫn còn chưa có hoành tráng lắm. Hy vọng ít hôm nữa sẽ đẹp và cho mọi người nhiều cái trải nghiệm và chụp hình ở đây hơn ha. Rồi Nam sẽ chia sẻ với cả nhà đây. Chúng ta đi từ trung tâm xuống cầu Cái Cối, chúng ta xuống đây tới cái vòng xoay. Đây có một cái vòng xoay cả nhà. Đó, vòng xoay chỗ Cái Cối đây là chúng ta sẽ gửi xe ở khu vực này và chúng ta tham quan. Hai cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Việt Ngọc Cái Xe. Thì hôm nay lại là một ngày lễ hội nữa. Lễ hội gì? Nhân dịp chúng ta chuẩn bị Tết Nguyên Đán tới. Tỉnh Bến Tre thì chuẩn bị ngày đón xuân. Thì nhân dịp đây thì có tổ chức cái buổi chợ quê. Chợ quê này là không phải tổ chức thường xuyên mà là những ngày lễ hội và Tết Nguyên Đán sẽ tổ chức tại thành phố Bến Tre. Một năm thì tổ chức có mấy ngày thôi, một tuần lễ. Từ ngày 23 đến 30 tháng Giêng. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến đây chợ quê chia sẻ là cái buổi chợ quê này có những món bánh ngon và những cái trò chơi dân gian gì theo những người dân Bến Tre chuẩn bị đón Tết ra sao. Thì đây là Nam kênh của Nhịp Sống Sài Gòn, là Thanh Tân á, là kênh Việt Ngọc Bến Tre đã từng đến đây quay cái review những cái buổi chợ quê này ở Bến Tre, cũng đã từng gặp Nam. Anh em là phải nói là hợp ý hợp rơi nhau. Thì thường là đến đây đã quay phim chung sẽ gặp nhau à. Sáng dịp đây giới thiệu ha. Nam kênh Nhịp Sống Sài Gòn. Nam sẽ có vài lời nói với các bạn ha. Lần đầu tiên thì Nam xin chào kênh Nhịp Sống Sài Gòn và thứ hai là kênh của anh Tân là Việt Ngọc Bến Tre. Thì hai anh em thừa cũng có cái quá trình chơi với nhau rất là lâu và sau này thì được lại có một cái đam mê với nhau nữa là qua YouTube và chia sẻ về cái đời sống cuộc sống ở tại Bến Tre. Thì hôm nay anh em cũng có hẹn hò trước rồi, bên đây muốn nói chia sẻ với quý anh chị những cái hoạt động ở đây. Thì anh Tân là người ở địa phương thường xuyên hơn, thì anh Tân nắm rõ hơn những cái thời gian và người ta tổ chức cũng giống những cái hoạt động ở đây. Nam là ăn ké đi theo thôi cả nhà. Cho nên cũng nhân dịp cũng bước vào trong thời xuân rồi thì cũng thay mặt mấy anh em trong làm nghề cũng kính chúc cho quý khán giả có một năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang và thịnh vượng, và cũng đừng quên ủng hộ kênh của hai anh em mỗi năm tăng thêm cái lượt view để cho anh em gọi là có thêm những cái động lực đi quay phơi nắng cả nhà. Hơn 3 giờ mấy nắng chói chang, thằng nào nói đèn thui luôn là cả nhà. Nhờ ở đây là ánh sáng đồ, thật ra là nắng dữ lắm luôn, nắng cả nhà, cái nắng buổi Tết mà rồi thêm gió nữa quá, nhưng mà không sao, không có cái gió Tết gì nó cũng mát Tết mẻ quá đó, và mình cũng có động lực xông vào trong đó để chia sẻ với cái hoạt động ở đây ha anh. Tại vì chúng ta thì đi quay thì giàu rồi, chiều tối thì nó mát mẻ hơn, lại là cảnh nó không đẹp lắm. Hai anh em tranh thủ đến đây sớm, bây giờ sớm thì nắng quá nắng luôn. Rồi thôi không để cả nhà vào lâu, chúng ta đi vào bên trong chia sẻ tiếp anh Tân nha. Rồi ok ở đây là khu vực để xe máy nha cả nhà. Chúng ta có thể đến đây và chúng ta để xe máy dọc theo khu này nè. Sau đó thì chúng ta đi vào bên trong. Ở đây có những cái gian hàng bán những cái ẩm thực, những món ăn ở đồng quê ha, vùng Nam Bộ của chúng ta. Đây là một cái khu vực trưng bày những cái cối này cả nhà. Cái cối này trước đây người ta để xây lúa này nha. Trước khi mà chúng ta chưa có cái máy để chúng ta xây lúa thì dùng những cái cối này, dùng người hoặc là sức kéo để chúng ta xây lúa nha. Bên đây nó mô phỏng lại cho chúng ta xem cái cối xây lúa hồi xưa. Hai góc luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua tham quan khu vực bên trái. Ở đây thì có một số dãy hàng quán nha cả nhà. Đầu tiên thì mình thấy một cái tiệm ăn Ngô Đồng, không biết bán cái gì ở đây. Mình ra đó mình tham quan coi. Ngô Đồng là bắp đồng. Ngô Đồng, một cái tên rất là chân quê ha, nhưng mà bây giờ để mình xem họ bán cái gì.
các món gà, một số đặc sản. Ở đây thì cũng nơi này thì có nhận nấu đám tiệc đồ luôn. Đây mình chia sẻ với cô chú anh chị đây. Ở đây có cháo gà Ngô Đồng, gà ri gà, trống thiên, xôi gà nướng, những cái món rất là Nam Bộ ha, giá cũng bình dân nha. Gian hàng ta cũng đang mới bắt đầu làm đó nha. Chút xíu mình sẽ ghé vào thưởng thức cho nha. Và chúng ta đi qua một cái gian hàng bán về các loại hoa nè, và đây hoa giấy nè cả nhà, tuyệt đẹp luôn. Hoa giấy bonsai có các giá từ 600 đến 1,2 triệu nha cả nhà. Đơn sắc hoặc là ngũ sắc tùy theo cái mọi người đây ghép và thích. Chúng ta thích những một màu nè, và chúng ta thích cái này là nhiều màu nè, 4-5 màu trong đây thì có giá 1,2 triệu nha. Cả nhà ghé qua gian hàng ủng hộ Nam với anh Đăng nha. Mình hôm nay có cái đúng rồi, 1,2 triệu, góc này cũng đẹp ha. Đúng rồi, cái này cái góc này có nghĩa là họ dùng một cái góc gì đó rồi họ ghép cái cây bông giấy nó vào, nó cùng chủng loại nha, chứ cái góc này là cũ. Cái đó trồng từ cũ à. Dạ bonsai, nhưng mà góc này là góc gì hả chị? Góc này là bông giấy luôn hả? Giấy nhìn nó non non ha, nó mới dính ha. Rồi có chị bán luôn hả? Hàng chi tư vấn, bà chủ tư vấn rành dữ nè. Mình hai anh em phân quá, hai anh em giới thiệu được giùm giờ. Cái nguồn hoa này là từ Chợ Lách nha cả nhà, từ Chợ Lách qua. Ở đây chúng ta có những cái cây cũng nhỏ nhỏ nữa cả nhà, giá thì cũng tầm 400. Này chúng ta chơi qua Tết và chúng ta có thể nuôi dưỡng, nó sẽ ra hoa rất là khỏe nha. Nhưng chúng ta phải cắt trước từ đâu đó thì ra hoa rất là đẹp. Ta lại tiếp tục qua một cái gian hàng đồ nướng. Gà nướng đất sét hả em? Wow. Ở đây đất sét thì mình lấy ở đâu em ha? Cái nguồn nó đâu? Lấy từ sông lên hả? Rồi có qua xử lý gì không? Qua xử lý cho nó sạch mấy cái tạp chất đi hả? Nhưng mà mình áo bên ngoài với bên trong mình có giấy bạc rồi đúng không? Có lá chuối với bạc. Vậy hả? Để cho gà giữ độ ẩm không có bị khô. Gà nướng mồi á phải không? Con này là nướng đất sét nè. Mà cũng gần như nướng mồi vậy đó rồi. Tương tự vậy á. Cái này mình bán một suất như là một con gà nhà này như 180 như vậy. Ở nướng ngoài thì nó lại mắc hơn nướng trong đây hay như thế nào? Thôi bây giờ Nam sẽ vào bếp cùng chim bít xèo với chủ gian hàng. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ làm gì ta? Làm nóng chảo đúng không? Rồi bếp nào muốn bếp nào cho mấy cái giữa đi. Bật ở đây. Đúng không? Chưa cả nhà ơi, chưa cháy.
là phải bật ga rồi hay là nó còn mất à, mở đi. Wow, cứu hồn. Nhấn rồi sao cái này nó không lên nè à? Thôi để dùng bếp này đi. Rồi thôi gì mình sẽ làm cái bếp này đi cả nhà. Trước nhất chúng ta ở đây cả nhà có thấy rõ không ta, đây là hến xong ha, được tươi ngon như thế này. À, cái món kế tiếp là cũng là tôm xong tép xong nha cả nhà. Rồi chúng ta có thêm là thịt bằm, và cái đây là không thể thiếu là củ hủ dừa hả? Rồi bưng cái mâm cho cả nhà xem luôn nè. Trời trời trời. Đó. Chúng ta đổ một cái bánh xèo siêu to khổng lồ nha. Đó. Đó cả nhà thấy không? Bánh xèo to bằng cái này mới đổ được nha. Đó. Rồi có củ sắn, có giá, có những thứ mà không thể thiếu. Rồi à, bước kế tiếp thì chúng ta sẽ dầu ăn lên mút bằng cái gì em? Thôi mà không, em làm trước demo cho anh xem. À chút xíu thôi gì? Thôi bây giờ mình cứ làm đại đi cả nhà ơi, bây giờ ngon hay không ngon thì tính sau. Mình nói lại chút xíu rồi. Nhỏ rồi. Còn nó phải nóng nha. Cả nhà nó phải nóng. Lấy cái này nó có cái đồ nhắc nè. Nhiều quá chết lại ngược đây đúng không? Anh làm như chiên chả giò vậy trời. Quá trớn. Lần đầu tiên làm mà cả nhà. Trời ơi lần đầu tiên vô bếp. Rồi. Một cái thì một giá hả em? Đúng rồi, đúng rồi. Đây có sự hỗ trợ của bạn. Ok, để anh làm luôn cho nhà anh cũng sáng hoài ha. Nhưng mà nó xấu xấu thôi các nhà ơi. Đây nha, bắt đầu nha. Bột này thì mình là dùng bột gạo nè, mình xay lên rồi xong đó mình vô gia vị rồi hành tia tơ ít, nhưng mà ở đây giờ thường thì nó sẽ không có thiếu nước cốt dừa đâu cả nha. Ủa nhiều ít giá nha, nhiều ít. Dạ, giá luôn á. Giá hả? Ờ. Rồi đang để không biết luôn, nhiều quá là không ngon. Nhiều quá. Nhiều quá. Trời ơi, cái vụ này mà năm làm hoài mà cả nhà. Trăng này nó không phải trăng tròn luôn đâu mà nó khuyết khuyết. Ôi nhiều cũng được ha cả nhà. Ngon chứ? Vậy là ok rồi. Rồi bắt đầu cái này thì mình con nhỏ là vậy. Rồi có gì vô trước giá. Bây giờ là trời ơi nó làm thì cũng có bếp chính bếp phụ nữa. Này vô thêm cái này đúng không em? À, cái này ít ít thôi. Nhưng mà mình nấu cho mình ăn thì mình nấu nhiều nhiều cũng được cả nhà. Mình để mấy cái này ít thôi, mình để tôm tép nhiều nhiều vô. Tôm nhiều. Một cái là thường mấy con tôm em? Dạ, 2 con. 3 con được không? Cái bánh này mình phải làm 3 con chứ. Ừ. Rồi. Anh tự quyết luôn rồi. Rồi. Ờ đúng rồi, mình làm vậy luôn đi. Rồi, cái này thì chúng ta dùng tới hến. Hến thì mình có thể để nhiều con hơn nha. Thì hến có đếm con không? Không có đếm. Rồi còn hình như thiếu giá. Là cái 2 con thôi. Rồi mà định tới chúng ta con tôm. 3 con tôm luôn. Rồi mấy cái con này lỗ. Trời ơi, quá xuất sắc. YouTube làm mà cả nhà. Rồi cái này thấy không tuyệt vời. Rồi cái nắp là hay vậy? Để nắp. Nắp. Đây. Cái nắp. Và thi thoảng thì mình phải xay nha cả nhà, mình xay để cho lửa nó đều. Wow. Nó chín rồi chậm chậm ha. À. Cái này là chuyên nghiệp phải không? Đó, người ta là người chuyên đó, cả nhà thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ thôi. Tới lúc bưng lên bàn rồi chúng ta sẽ có rau sống. Bên đây nhà bếp đang chuẩn bị rau sống các loại nước chấm cho chúng ta nha. Ủa cái bạn đang ngồi ăn được không? Cái bạn là thấy chân hoài hả? Rồi anh chị nào dùng bánh xèo nha, hôm nay có chương trình là giá bao nhiêu cá vậy em? 40.000. À, 3 cái thì 130 nha. Ồ 120 hả? 120. Mua nhiều còn bán mắc nữa. Cả nhà vô ủng hộ anh em làm YouTube hôm nay là mình có thêm một cái gian hàng ở đây. À, hôm nay mình có rau cũng rất là phong phú nha cả nhà. Giống như kiểu rau ở Tây Ninh vậy đó. À, có xá xị nè, rồi có đọt cóc, rồi có các loại rau. Thật ra là miền Tây trước đây không ăn cái dòng rau này đâu, bây giờ mới cập nhật theo kiểu những món ăn ở Tây Ninh, cuốn Tây Ninh người ta mới có cây xá xị này. Cái này là mình đang bắt chước nhưng mà thấy là cái ngon trong hũ bánh xèo. Mình là có lá cách gì nữa đúng không em? Ở đây là lá cách không có hả? Nhưng mà đó là những cái hương vị, những cái đặc trưng của vùng miền Nam muốn chia sẻ với cả nhà. Và để mình xem rồi cái bánh của mình ở đây nó tới đâu rồi he.
không biết là hình ảnh nó có thấy rõ hơn cả nhà. Trời ơi cũng ngon quá. Giờ nắp chưa chưa. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ nó để coi kiểm tra lại cái nhà. Chưa chưa giòn lắm. Mà đại khái cũng ngon lành mà anh ta. Rồi. Nói chung là như vậy thì cũng đạt rồi, không đạt 100% thì cũng được 70-80% nha cả nhà. Xong cái này cho vô cái mâm hai, cái dĩa này đúng không? Giờ lấy ra một cái nào nè, vậy luôn hả? Quá trời, wow, tắt lửa. Do rồi chưa giòn, đại khái chín rồi. Nè, dừa đó, cả nhà thấy không? Để đưa lại cho cả nhà nhìn xem, cũng được quá ha. Đó, rồi anh 50.000 thanh toán trước giùm em luôn nha, chứ để mà anh YouTube mới đi hỏi lạc mất tiêu tiền không ra đâu. Rồi dưới rào nam cũng chia sẻ, cả nhà thấy không? Tươi xanh luôn, quá ngon. Rồi bây giờ mình ra bàn mình cùng thưởng thức vậy cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta lại tới cái khúc này là khúc quan trọng rồi cả nhà. Wow. Nam giờ là, nãy giờ là Hoàng Nam thực hiện chiên bánh xèo. Rồi bây giờ Thanh Tân với Hoàng Nam thưởng thức bánh xèo. Rồi có dây gấp ăn gì hả, chứ không có chén gì hả? Ủa chắc là cho anh xin hai cái chén luôn em ơi. Dạ. Ủa mình gấp ăn thì cho tao có để gì bỏ chén vô hả? Có chén chưa? À nhưng mà có cái chén, cho anh mượn cái chén. Ủa có cái chén nước mắm đó luôn đó anh à. Với gì ta? Có trà, à đây có trà đá không? Có nước xăng á. Xăng với tỏi gấp á. Rồi cho hai cái anh uống tắc hay là uống gì? Tắc đi. Rồi hai tắc anh ơi. Đây. Chiên khéo không? Cũng được đó không anh? Gió này là dưa dưới dướng này nhưng mà thôi cũng được rồi. Cái dạng là ở nhà cũng biết làm bếp rồi đó, biết vào bếp rồi đó. Yeah. Đúng không anh? Anh phụ trách nhà hàng nào hay là quản lý đây? À đây luôn hả? Trời ơi, ông chủ lớn ở đây ha. Ủa vậy? Đó, em cũng vô, em quậy lắm á. Đó, bây giờ khách bắt đầu vào đông này cả nhà. Chúng ta sẽ dùng rồi ăn thôi. Cái cải bê xanh nè. Ủa cái này cái gì? Cải bê xanh, cái đó là kiểu cây mấy cây đọt, cây đọt sạn, đọt gì đó cũng dòng. Ê không, cái này cây lọc vừng. Lọc vừng. Ủa lọc vừng ăn được luôn hả? Đó được anh, ăn nhiều lắm. Đây chúng ta cuốn các loại rau vô nhiều vô nha cả nhà. Nếu mà thiếu rau là nó không ngon ở bánh xèo đâu. Wow. Hấp dẫn ha, mình mở hàng luôn đó nha, chảo người ta cũng quậy gắt luôn đó cả nhà. Nam với anh Tân nhào vô vào bếp, người ta quậy tứ tung tung trong đây. Đi chợ quê phải dùng mình thưởng thức với cái món rau đồng quê ha, mà chúng ta phải ăn bằng tay như thế này mới được. Nhưng mà vệ sinh tay sạch sẽ rồi đó nha, dùng cái này mới ngon. Ồ để thôi sao, nước chấm này ngon đó các bạn. Chấm vô hè. Cơ bản là ngon cả nha. 40.000 thì xứng đáng. Mà Nam chiên thì Nam bán chắc chừng 20 phần đó. Đây. Ghê chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Anh rảnh anh đứng phụ chiên phụ bán cho em. Ok, em tính tẩy anh luôn nè. Ồ vậy hả? Dạ. Gọi là anh biết ăn mới lăn vào bếp á. Hát chiên xèo quả hồ. Bánh xèo á, nó dễ mà nó cũng không dễ thôi nha. Anh bánh xèo mấy cô ơi ngon lắm. Hủ hủ dừa. Hủ hủ dừa. Đây. Hủ hủ dừa chứ không phải bột dừa.
với anh cho chủ quán đây mới là bếp bếp chính đây cả nhà ơi, toàn quay như này này đẹp quá trời đẹp. Thấy chưa? Mà đây đúng là thợ chuyên nghiệp nè. Lúc nãy là Nam với Tân là chỉ là chia sẻ là tự đổ tự ăn thôi, gọi là phải ăn lăn vào bếp á. Còn này anh là anh thợ là chuyên nghiệp phải chưa? Một mình là trai đấy chứ. Một mình bốn miền Tây luôn nè. À, nỗ lực ba nha, ba chảo luôn anh ha. Dạ. À. Cả nhà mình có ngại lên YouTube không? Ngại mắc cỡ hả? Trời ơi, lén chồng đi à. Lén đi mà còn đưa cho cả thế giới xem hả? À đi, không dắt ông xã đi, ông xã không cho là giận đúng không? Bây giờ lại tiếp tục ăn để nó nguội, tiếp tục ăn khách bắt đầu đông rồi cả nhà, mình ăn xong để mình dọn bàn đồ. Anh em chén rồi có sức chiến đấu à. Thôi có lẽ đợt này mình tâm hồn ăn uống cao hơn đợt rồi á, đúng không? Vô chơi còn hòn gì món nữa, nhiều món nữa. Đợt rồi là vô quay thôi, giờ này là xong vô bếp làm luôn, ăn trước một cái đi, có thực mới vực được đạo. À. Đói rồi hồi phờ phạt luôn. Nước này cái nước xả ra ngon á. Nước này nấu với xả. Uống vừa thanh nhiệt giải nhiệt rồi tăng đề kháng. Đây là món ốc chuối đậu anh. À đây là món gì anh? Ốc chuối đậu. Ốc chuối đậu. Rồi. Món này thì mình ở tiệm như nào thơm. À gia vị dạ, mình dùng trong bụng đó ha. Ốc nè, chuối nè, dạ ốc bu anh. À, đậu hũ và thịt với chuối già. Dạ đúng rồi. Món này thì mình sẽ chế biến là mình xào lên hay mình nấu như thế nào anh? Dạ. 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 Với bún với rau anh. Có con gà với gà với bột trụ luôn tới. Chuối nè. Bông súng nè. À, gia vị ở trong bụng này nó thấm à. Rút rồi ngon á. Tại vì khi mình nướng nằm trong đó đâu có đi đâu được đâu, nó rút vô trong gà hết. Rau đắng, chuối. Này xương gà nhai luôn. À thấy mềm ha. À. Mà rồi, cái tiếp đây là món gà là ngon rồi. Bún mắm. Đúng rồi, dạ. Thì gồm có thịt, có tôm. Có mực. À, có thịt bún mắm à. Dạ. Mình cũng dùng chung một rau là con súng nè, à, con súng, à, con súng nè, rau đắng nè, ốc chuối nè. Dạ. Con nhỏ mà anh về coi đây làm chỗ. Dạ. Em dùng cũng. Còn đây là gà mình hấp hèm nha anh. Đây là gà hấp hèm. Dạ. Rất là ngon, rất là ngọt. Cái hèm mình làm rượu đó hả? Dạ đúng rồi. Khi người ta khát á mình sẽ lấy hèm ra mình ăn nam mình. Ừ, bây giờ du khách cũng lần lượt đến cũng hơi là khá đông đúc rồi đó. Rồi,
tranh mua vé bắt đầu rồi, bây giờ cảm ơn anh nhiều. Đồng khách cặp. Rồi, cảm ơn nhiều. Quá ngon luôn. Món kế tiếp là món lương nước mía này cả nhà. À, con lương nó sẽ cuộn vô cái mía như thế này. À, đúng. Lương nước mía là lương quấn xung quanh cái mía hả? Đúng rồi. Và bằng nước cho mía chất ngọt nó ra nó rút vô cái lương vậy. Má này đắt không? Chúng ta lại tiếp tục qua các nhà hàng khác nha cả nhà, vì còn rất nhiều gian hàng để chúng ta thưởng thức và giới thiệu sẽ cả nhà. Một cái chiếc ghe bán mình có những cái món cuốn nè cả nhà, ốc hấp tuyệt vời. Dân hàng bánh dân gian cả nhà. Xin chào em. Ừ. Và bây giờ thì Nam với cả nhà đi qua một cái khu vực khác. Ở đây có những cái chòi làm bằng tranh nha cả nhà. Chúng ta đang thấy là chòi làm bằng tranh với những cái tấm tre mà ở đây nè. Cái nhà hàng này nhìn cũng rất là chiêu nha. Chúng ta coi đây món gì đây. Đây là, đây là dân hàng đùi gà bó xôi cả nhà, rất là hấp dẫn. Gọi cuốn nha. Dạ, được rồi cô. Xin chào, gian hàng này là gian hàng gì đây? À, TTC ha, thương hiệu nha. Rồi ha, này vô trong cái mảng này luôn. Nhà hàng khách sạn lớn rồi, tới cái này tới cái nhỏ cả này cũng vô luôn. Ghê thiệt. Có đâu có, ta là một cái hệ thống. Ông ý em nói là nó hệ thống lớn nhưng mà trong những cái nhỏ như khu vực này vẫn có luôn, ghê thật. Em đi đâu đó em thấy hệ thống nhà building của thằng này nhiều lắm mà. Dạ. Và cả nhà không, trước mắt chúng ta là một cái dân hàng của tập đoàn TTC rất nổi tiếng mà chắc anh chị cũng đã biết rồi đúng không? Còn dân hàng bán rất là nhiều, bữa nay bán nhiều món ăn đồng quê của miền Tây. Chúng ta có gỏi cuốn nè, rồi bún mắm nè, rồi đùi gà bó xôi, rồi các sườn que,
có các món ăn này cả nhà. Người ta sẽ làm mà chuối nó khô hả, chuối sống này là chuối chín hả? Hôm hôm hôm. Ừ, hôm hôm. Hôm hôm. Mình phải ăn gì nó cốt nó mới ngon ha. Đây. À, quý khán giả ơi, chúng ta có cái chuối đập này, đó giống như ở đây ta đang đập, phải không? Đập nước. Chuối nó vừa dốt dốt nó vừa mềm thôi, mình sẽ chấm nước cốt dừa. Chuối ngon, không có bị ngấy nha, không có bị chát á. Chưa, nước cốt dừa mà đó. Chưa ăn bánh xèo, đậu bánh xèo mấy gì mấy em no quá trời đó. Bánh xèo mà dầu mỡ bốn nước vô rồi nó lên trên nhìn bụng. Anh em nay hy sinh luôn. Ăn đi có sức giảm cân anh, không sao đâu. Ăn mấy món này đâu có béo đâu, đâu có tăng cân được cả nhà. Chưa Tết mà mình đã lên 2 kg rồi. Dạ, lúc mà có liền nước đá uống là ngon. Có, cho em đi. Nước suối hay gì vậy chị? Nước có à? Đúng không? Có agua không? Hay là chỉ có này thôi chị? Không, không cần tẩy rồi. 2 chai đi. Cái kia ngọt lắm. Thôi đi, thôi nợ anh nợ. Lấy cứ lấy thêm cho anh. Để hồi đi khác. Còn nghỉ chút cơ, nhà ơi. Chủ yếu ở đây để cho người ta biết công viên nước thôi. Đâu kinh doanh, cần gì kinh doanh. Đó không? Thương hiệu bay mấy cái này đâu mà đủ vốn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp qua khu vực khác nha cả nhà. Tới bây giờ thì cũng đã 5:15 rồi, mọi người đi vào đây cũng đông rồi. Em thấy bây giờ bắt đầu đông người đó. Đây là những hàng gian hàng bán các loại khô nhé. Khô hải sản, bầu ngư, các loại ốc. Qua gian bếp. Hello cô, hello em. Hào nướng mỡ hành, nướng phô mai, rồi nướng trứng muối hay gì đó. Em trốn làm anh em ngồi chơi á, đừng quay. Không đâu có trực tiếp bằng mấy em ơi, lỡ rồi hay lỡ rồi giờ sao giờ. Trời đất ơi. Cho Facebook Zalo rồi. Sẵn đi mọi mấy anh cái này là mình lâu câu hả? Dạ đậu hũ châu. Đúng rồi, 1 phần, 2 phần đúng không? Người dân Bến Tre rất là thân thiện, rất là hiếu khách. Đậu hũ Tân Châu hả? Dạ. Đậu ăn nước đường á, thấy không? Thử cái này dẹp là đặc sản mà dạ đúng rồi.
bánh xèo. Đúng rồi.
chào quý vị các bạn. Thì anh Tân của kênh Địa Ngọc Bến Tre cùng Nam kênh Nhịp Sống Sài Gòn đúng không nhỉ? Đến đây từ lúc 3 giờ tới giờ, bây giờ cũng trễ rồi ha. Dạ, giờ 6 giờ rồi. 6 giờ rồi, giờ cũng 3 tiếng đã chia sẻ những cái cảnh chợ quê ở tại thành phố Bến Tre nhân dịp vào những ngày cuối năm của năm 2023, chuẩn bị đón xuân mới. Dạ. Theo Nam thì thấy quang cảnh chợ quê rất nhộn nhịp không? Đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hôm nay thì ban đầu mình đến sớm đó cả nhà, thấy nó hơi vắng, nhưng tới bây giờ thì người rất là đông và các gian hàng năm nay thì phong phú hơn những năm trước. Món ăn cũng phong phú đa dạng và ở một cái tầm cao hơn. Và có một số đơn vị tập đoàn lớn cũng vào đây luôn năm nay nên đầu tư nó rất đẹp nha. Mang nó chuyên nghiệp hơn nha anh ạ. Đó. Thì cũng là một sân chơi, một điểm cho khách tham quan du lịch và kể cả người dân trong tỉnh đến đây tham quan ẩm thực các món ăn miền Tây. Về anh em mình đã tham quan luôn rồi, anh thấy là những cái món anh thưởng thức anh như là anh chia sẻ được. Nói chung là chợ quê á, thì nghe cái chợ quê thì nó thân thiện, nó gần gũi với cái người dân nông thôn miền quê. Mà nhưng tại thành phố Bến Tre nó có lạ chút xíu, tại vì chợ quê không phải lúc nào thành phố Bến Tre cũng có, mà là vào những ngày lễ hội Tết ha thì tổ chức đây. Thì chợ quê thì mình đến chợ quê thì thưởng thức những cái món ăn như dân gian, dân giả rất là ngon. Và vẫn có theo những cái thấy mà những cô anh chú chị nữa, những cái chiếc áo dài thun tha của bà ba quá tuyệt đẹp luôn ha. Áo dài truyền thống bà ba truyền thống của người miền Tây, của người miền Việt Nam. Cũng là kể cả khách nước ngoài tham quan vẫn có, hôm nay thấy ở đây luôn anh ạ. Khách nước ngoài họ đến họ cũng ăn những món ăn Việt Nam như chúng ta. Thì họ cũng giao lưu văn hóa các vùng miền, cũng là một cái điểm mà thân thiện với người nước ngoài rồi đó anh ạ. Bến Tre có vẻ là cũng là một cái tiền đề cho chúng ta đẩy mạnh về du lịch anh ha. Rồi thì cũng chắc là anh em mình cũng nói lời chào tạm biệt với khán giả, thì vì chúng ta cũng còn nhiều việc phải đi về. Chợ quê thì chỉ diễn ra trong vòng một tuần lễ thôi, là từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Giêng 2024. Thì hôm nay là cũng còn khoảng 2 tuần nữa Tết rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhân dịp đây Thanh Tân với Nam mình chúc Tết quý vị ha. Dạ rồi. Nhân dịp đây thì Thanh Tân của kênh Địa Ngọc Bến Tre chúc quý vị khán giả của kênh Địa Ngọc Bến Tre và những anh chị em cô bác gần xa một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi giờ sức khỏe các bạn nhé. Dạ rồi thì Nam cũng như anh Tân muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời chào và một cái lời chúc rất là chân thành đến với cô chú chị các kênh cũng giống như là đồng nghiệp của ủng hộ cho kênh của Nhịp Sống Sài Gòn và Địa Ngọc Bến Tre của Nam và anh Tân. Chúc cho quý vị năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào. Rồi chào, bye bye.